Nhanh lên, Tử Đan, đại tán đến rồi. Đại ca, tao phải giết mày. Tử Đan, giết hắn đi. Tử Đan, Tử Đan, con thế nào rồi? Tử Đan, Tử Đan, con sao rồi? Cha, Tử Đan, Tử Đan, Tử Đan, đại tá, mày đứng lại cho tao. Đứng im, đứng im. Chú Bảo, Tử Đan, Tử Đan. Nè, chú Bảo đâu? Bên kia. Chuẩn bị truyền máu cho bệnh nhân, tránh ra. Chú Bảo, chú thế nào rồi? Chú Bảo, là cháu hả? Rốt cuộc chú cũng đợi được cháu rồi. Chú đi tìm đại tán, sao không cho cháu biết? Cháu biết không, đại tán đã giết chết con gái của chú rồi. Tại sao? Sao lại như vậy? Hãy nhớ, cháu nhất định phải bắt cho được đại tán, đừng để hắn lẫn trốn ngoài vòng pháp luật. Được rồi, cháu biết phải làm thế nào mà. Xin lỗi, bệnh nhân cần phải được phẫu thuật. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Chú Bảo yên tâm đi, chú sẽ không sao đâu. Bác sĩ, chú ấy thế nào rồi? Chú yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng cứu ông ấy. Chú Bảo, chú phải phấn chấn lên. Bác sĩ, thế nào rồi? Ông ấy chết rồi. Rốt cuộc thì cô có hiểu luật không vậy? Việc gì cũng phải có chứng cứ, không được làm càn, hiểu không? Nhưng pháp luật không phải là để bảo vệ loại người đó. Sơ, bây giờ ngài làm như vậy chính là thả hổ về rừng. Chú Bảo và mọi người ở dưới suối vàng mà nhìn thấy như vậy, liệu họ có nhắm mắt được không? Ngài nói xem. Cô nhìn lại cô xem, thái độ của cô là sao? Bây giờ phía bên đại tán có người đứng ra nhận tội thay, nên chúng ta không thể làm gì được hắn cả. Cô hiểu không? Nhảm nhí. Vụ án của đại tán cô không cần lo nữa, tôi sẽ phái người khác tiếp nhận. Sơ, ông không thể làm như vậy được. Vụ án của đại tán vốn đã tôi thủ lý. Cô quá kích động, tôi không muốn cô lại gây thêm phiền phức. Nhưng mà tôi đã nói xong rồi, cô đi ra ngoài đi.
Đi. Yes, sir. Nhìn cái gì? Quả kia. Cậu có sợ không? Sợ cái gì? Cùng lắm thì chết. Nếu có chết, tôi cũng phải kéo tên đại tá chết theo. Được. Madam à, chuyện chú bảo tôi đã nói rồi mà. Thật là xui xẻo. Không không, ý tôi là tôi cũng đau lòng vì chuyện của chú ấy lắm. Tôi cũng từng hợp tác với chú ấy mà. Phía bên đại tá thế nào rồi? Đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì hết. Cô yên tâm đi, nếu có tin gì tôi sẽ báo. Madam à, cô đừng có không tin tôi chứ. Đã trễ quá rồi, ban ngày tôi còn phải đi làm. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước nha. Cô đợi điện thoại của tôi nha. Tệ hại. Đừng bắn tôi. Madam, cô điên rồi hả? Đừng bắn tôi. Đừng bắn tôi mà. Nói. Cái gì mày cũng không biết thì còn giữ mày làm gì nữa. Madam, cô là cảnh sát, cô không được tùy tiện giết người. Chống lại cảnh sát có ý đồ mưu sát. Bây giờ tao giết mày, mày còn phản kháng được sao? 12 giờ trưa mai đại tá có một cuộc giao dịch đạn dược. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó. Cô đừng giết tôi mà. Đề tiện. Bắt được đại tá thì mày cũng có hoa hồng đó. Madam à, ngày mai cô phải mang theo người đến bảo vệ tôi đó. Nhớ mang theo nhiều người đó nha. Nè, đại ca đến. Đi. Đại ca. Đại ca. Bọn nước ngoài đến chưa? Vẫn chưa. Lão thử, việc gì? Mày hẹn chúng mấy giờ? Họ sắp đến rồi. Mày bảo đảm chứ? Em lấy cái đầu em ra bảo đảm, anh yên tâm đi. Cái đầu mày hả? Đến rồi. Đến rồi. Sao giờ này mới đến? Anh Tán, đến rồi. Hàng đâu? Tiền đâu? Đông quá, làm thế nào đây? Đừng sợ. Không sợ mới lạ đó. Nếu có chuyện gì thì cậu cứ trốn đi. Nè, đợi tớ với. Không ít đâu. Lô hàng này tuyệt lắm. Có thể bắn được máy bay đó. Nè, tôi đã giới thiệu thì không chê được đâu. Tôi tuyệt đối không gạt ông đâu. Đừng nói nhiều nữa. Lô hàng này tôi lấy, nhưng giá tiền hơi cao đó. Giá đó không giảm được nữa.
Tôi ra giá bao nhiêu đó, lấy hay không thì tùy. Ok, tôi lấy. Thái Điệp, cẩn thận đó. Quán kia, ai? Khốn kiếp. Quá kê. Sao lại thế này? Sao tôi biết được? Nếu hôm nay tôi có tổn thất gì thì ông phải chịu trách nhiệm đó. Được. Nếu hôm nay ông giúp tôi sẽ chiết khấu cho ông phân nửa giá. Đại ca, suy nghĩ xem. 50%. Được. Anh em, lên. Ok. Cô đến đây làm gì? Không liên quan gì đến cô. Lên. Chết đi. Nè, chuyện này sao bọn chúng biết? Sao tôi biết được? Lão thử, không liên quan gì đến em đâu, em không có nói. Tao có nói là mày nói sao? Đồ bệnh hoạn, đừng mắng em. Đại tá, Madam, mau đến cứu tôi. Madam, cứu tôi đi, bọn chúng muốn giết tôi.
Hôm nay tao không giết được mày thì tao không phải là đại tá. Khốn kiếp, ra đây cho tao. Hôm nay tao phải báo thù cho chú Bảo. Mày chỉ có thể bắt tao thôi, vì mày là cảnh sát. Có gan thì bắn chết tao đi. Bắn đi. Bắn đi. Tao đáp ứng yêu cầu của mày. Bị cáo Giang Thái Điệp, tội danh mưu sát được thành lập, bị tuyên án 3 năm tù, lập tức thi hành. 3 năm sau, sao cô lại đến đây? Lẽ nào đến đón bạn cũng phải xin phép sao? Không đến cục cảnh sát hả? Tôi đã nghỉ làm từ lâu rồi. Tại sao? Tôi mua lại cửa hàng ma tướng, bây giờ làm chủ. Có hứng thú đến giúp tôi không? Tôi được sao? Tôi nói được là được. Nhìn cái gì? Ra rồi thì đừng quay đầu nhìn lại. Phải làm người cho tốt đó.